Kính chào quý vị, mời quý vị theo dõi bản tin buổi trưa của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay thứ hai, ngày 20 tháng 11 năm 2017. Mở đầu bản tin là các tin tức đáng chú ý sau. Sáng nay, hơn 500 đại biểu là các thế hệ cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tham dự buổi họp mặt kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 cùng nghi thức lễ thượng cờ. Đây là lần đầu tiên nhà trường tổ chức nghi thức lễ thượng cờ kể từ ngày khánh thành tòa nhà. Hơn 20 năm thành lập, Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã khẳng định được vị thế là một trong những trường ngoài công lập, tổ chức đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao cho xã hội. Nhiều thầy cô tâm huyết với nghề, không những truyền đạt kiến thức mà còn giúp đỡ sinh viên thực hiện ước mơ khởi nghiệp ngay từ trên ghế giảng đường. Nhà trường cũng đã thay đổi, đã cải tiến toàn bộ các hoạt động chuyên môn của nhà trường. Trước hết là việc xây dựng lại những chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu xã hội. Thứ hai nữa là tạo cái kết nối giữa nhà trường với doanh nghiệp để làm thế nào bảo đảm việc làm cho các em sau khi ra trường. Dịp này trường đã biểu dương các giảng viên tiêu biểu và những sinh viên đạt giải cao trong phong trào thi đua chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam năm nay.